Sách sáng thế ký chương 40 năm. Joseph tỏ bày tâm sự. Lúc ấy Joseph không còn tự chủ được nữa, trước mặt tất cả những người phụ tá nên ông thét nên. "Mọi người phải rời đây ngay." Như thế không còn người nào, tại đó với Joseph khi ông tiết lộ danh tính mình cho các anh em. Ông khóc lớn đến nỗi người Ai Cập nghe và triều đình Pharaoh cũng nghe nữa. "Tôi là Joseph. Cha tôi còn sống không?" Trước mặt Joseph các anh em quá hoảng sợ nên không đáp lời được. Mời các anh lại gần tôi. Họ lại gần, ông nói. Tôi là Joseph, em các anh đã bị các anh bán để đem qua Ai Cập. Bây giờ, xin đừng khổ não, cũng đừng tự trách về việc bán tôi qua đây. Vì nhằm mục đích bảo tồn mạng sống mà Chúa sai tôi đến đây trước các anh. Đã hai năm qua, trên mặt đất con nạn đói kém Lại còn 5 năm nữa Không thể nào cày cấy hay gặt hái gì được Nhưng Đức Chúa Trời sai tôi đi trước các anh Để bảo tồn dòng dõi các anh Trên mặt đất Và để cứu mạng sống các anh Bằng một cuộc giải cứu vĩ đại Vậy Đó không phải là các anh Nhưng chính Chúa Sai tôi đến đây Ngài đã làm cho tôi Thành như cha của pha ôn Chủ tế của cả hoàng gia và tể tướng cả nước ai cập bây giờ xin các anh hãy vội vã về với cha tôi và thưa với người đây là lời joseph thưa với cha đức chúa trời đã lập con làm chủ tể cả nước ai cập kính mời cha xuống đây với con đừng chỉ hoãn cha sẽ sống tại vùng gosen và ở gần con cha các con và các cháu của cha các bầy bò bầy chiên và tất cả tài sản của cha. Con sẽ cung cấp mọi sự cho cha tại đó. Vì vẫn còn 5 năm đói kém nữa. Nếu không, cha và nhà cha cùng tất cả những gì thuộc về cha sẽ bị tổn hại nặng nề. Các anh có thể thấy tận mắt cũng như em tôi là Benjamin rằng chính tôi đang nói chuyện với các anh. Xin thuật lại cho cha tôi về tất cả vinh dự tôi hưởng được tại xứ Ai Cập và tất cả những gì anh em thấy rồi gấp rút đưa cha tôi xuống đây. Joseph ôm chú hàng lấy Benjamin, em mình mà khóc. Benjamin cũng ôm anh mình mà khóc. Joseph cũng hôn các anh mà khóc với họ. Sau đó các anh em trò chuyện với Joseph. Có tin tức loan truyền đến cung điện Pharaoh rằng các anh em Joseph đã đến. Pharaoh và tất cả triều thần đều vui thỏa. Pharaon bảo Joseph, hãy nói với các anh em ngươi và bảo họ điều này. Hãy chất hành lý lên nửa và quay về xứ Canaan, rồi đưa cha các ngươi và gia đình các ngươi xuống với ta. Ta sẽ ban cho các ngươi vùng đất tốt nhất của Ai Cập và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất đai. Ngươi cũng truyền lệnh cho họ làm điều này. Hãy lấy một số xe từ Ai Cập về cho con cái và vợ các ngươi và đưa cha các ngươi xuống đây. Đừng tiếc tài sản mình vì những gì quý nhất trong cả nước Ai Cập sẽ thuộc về các ngươi. Các con trai của Israel thực thi điều đó. Joseph vâng mạng Phá-rơ-ôn cho các anh em mình xe cổ và lương thực đi đường. Ông tặng mỗi anh em y phục mới, nhưng cho Benjamin 300 miếng bạc và 5 bộ quần áo. Joseph gửi về cho cha các thứ sau đây. Mười con lừa đực trả đầy thực phẩm tốt nhất của Ai Cập. 10 con lừa cái trả đầy lúa mì, bánh mì và lương thực để cha dùng lúc đi đường. Vậy Joseph đưa các anh em mình lên đường. Trước khi họ ra đi, ông còn căn dặn. Khi anh em đi đường, đừng cãi nhau dọc đường. Vậy họ từ xứ Ai Cập trở lên xứ Canaan về với gia cốp cha mình. Họ thưa với cha. Joseph hãy còn sống. Thật ra Joseph đang tỉ trị cả nước Ai Cập. Jacob sững sờ không tin lời họ nói, nhưng khi các con thật lại, mỗi lời Joseph đã nói, và khi Jacob thấy các cỗ xe mà Joseph gửi lên để giúp cha xuống Ai Cập, thì tâm hồn người tỉnh lại, Israel nói, Bây giờ ta mới tin, Joseph con trai ta, hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời.